Nguyệt Hương và chương trình Truyền hình Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh thân ái chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình hôm nay, Nguyệt Hương mời quý vị và các bạn cùng đến với những hoạt động đoàn hội đội sôi nổi trong số phát sóng 323 kỳ này qua chuyên mục Nhịp sống trẻ. Trong chuyên mục Nhịp sống trẻ ngày hôm nay, Nguyệt Hương mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính sau đây. Hội nghị ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, khóa 4, 2010-2015 đã tiến hành hiệp thương bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực thành đoàn giữ chức vụ Chủ tịch Hội sinh viên thành phố. Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2013, đoàn bệnh viện quận 11 đã phối hợp cùng tỉnh đoàn Long An tổ chức khám bệnh và mổ mắt cho 50 bệnh nhân nghèo. Lãnh đạo quận 11 đối thoại với cán bộ trẻ và cán bộ đoàn khu vực địa bàn dân cư năm 2013. Cụm thi đua 1 tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Vừa qua, tại hội trường Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, khóa 4, 2010-2015 đã tiến hành hiệp thương bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố. Cũng trong dịp này, 11 đồng chí cán bộ hội chủ chốt các trường đại học cao đẳng đã được hiệp thương kiện toàn bổ sung vào ban chấp hành Hội Sinh viên thành phố. Hội nghị đã đưa ra phương hướng công tác hội và phong trào sinh viên thành phố giai đoạn 2010-2015. Theo đó, Ban chấp hành Hội sinh viên thành phố khóa 4 tiếp tục xây dựng các kế hoạch và chương trình hành động thiết thực cụ thể, đồng thời quán triệt đến toàn thể hội viên sinh viên thành phố thực hiện có kết quả cao nhất nghị quyết đại hội đại biểu hội sinh viên việt nam thành phố hồ chí minh lần thứ tư giai đoạn 2013-2015 sáng ngày 12 tháng 4 50 người dân nghèo thuộc diện gia đình chính sách tại tỉnh long an đã được bác sĩ tại bệnh viện quận 11 khám và mổ mắt miễn phí trong chương trình ánh sáng vì cộng đồng lần thứ hai năm 2013 do đoàn bệnh viện quận 11 phối hợp cùng tỉnh đoàn long an tổ chức Chương trình diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4 với các nội dung khám và phẫu thuật miễn phí các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, mộng thịt, dân dân, với tổng kinh phí thực hiện hơn 70 triệu đồng. Ngoài ra, người dân còn được bệnh viện bố trí nơi nghỉ ngơi và hỗ trợ các suất ăn uống miễn phí trong thời gian khám bệnh. Đây là công trình thanh niên ánh sáng vì cộng đồng do Đoàn Bệnh viện quận 11 tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chỉ đạo của cấp đảng ủy và ban giám đốc bệnh viện. Đồng thời là dịp để đội ngũ y bác sĩ sống và làm việc như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn, lương y như từ mẫu. Ngày 11 tháng 4, hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo quận 11 với cán bộ trẻ và cán bộ đoàn khu vực địa bàn dân cư năm 2013 đã diễn ra tại Trung tâm Bộ dưỡng chính trị quận 11. Tại hội nghị, các bạn bí thư chi đoàn khu phố, bí thư đoàn phường cùng các bạn các bộ trẻ đã chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động phong trào đoàn tại đơn vị mình. Đa số các bạn đều nêu ra điểm chung, đó là kinh phí tổ chức các hoạt động đoàn còn hạn chế. Các bộ đoàn tại phường hoặc chi đoàn đều là kiêm nhiệm hoặc đang còn đi học. Các bạn đã đề xuất với lãnh đạo quận nên xem xét tăng hỗ trợ nguồn kinh phí cho hoạt động đoàn tại phường, chi đoàn theo từng năm, đồng thời nên có cơ chế tăng cường thêm một các bộ mộ đoàn chuyên trách tại phường. Ngoài ra các bạn cũng đề xuất nên thành lập các câu lạc bộ đội nhóm để cán bộ bí thư đoàn tham gia sinh hoạt, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, truyền lửa cho cán bộ đoàn giới thế hệ cán bộ đoàn. Bên cạnh đó, việc đào tạo bổ sung lực lượng đoàn viên thanh niên trẻ có trình độ, năng lực trong công tác chuyên môn cũng được các bạn quan tâm. nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm tạo sự đồng thuận của các cấp bộ đoàn đoàn viên thanh niên đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ngày 10 tháng 4 năm 2013, cụm thi đua số 1 khu vực quận huyện gồm các quận 1, quận 3, quận 5, quận 10, quận 11, quận Tân Bình, đã phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi cho các bạn là các bộ đoàn đoàn viên thanh niên trong cụm. Hội nghị diễn ra sôi nổi, đa số ý kiến của các bạn đoàn viên thanh niên đều thống nhất dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này đã có nhiều điểm mới phù hợp với thực tiễn của đất nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời có nhiều ý kiến góp ý tích cực, có đầu tư nghiên cứu sâu trong đó xoay quanh các nội dung như bổ sung giải thích thêm các từ ngữ hộ gia đình, cộng đồng dân cư, hiến đất, quyền sử dụng đất, các vấn đề liên quan đến các thủ tục hành chính như đất đai, các vấn đề về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tăng quyền sử dụng đất. Theo đó, vấn đề trọng tâm của chương 8 dự thảo luật đất đai sửa đổi vì vấn đề này rất nhạy cảm phức tạp liên quan đến lợi ích của nhà nước doanh nghiệp và người dân nhân dân hội nghị đã phát huy quyền làm chủ quy động trí tuệ tâm huyết của cán bộ đoàn đoàn viên thanh niên trong việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi Vừa qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố, khu vực quận quyện và lực lượng vũ trang quý 2 năm 2013, với sự tham gia của thường trực 24 quận quyện đoàn trực thuộc thành đoàn và lực lượng vũ trang thành phố. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành đoàn đã thông tin kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố, khu vực quận quyện và lực lượng vũ trang, đồng thời triển khai các hoạt động trọng tâm công tác đoàn trong quý 2. Theo đó, thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ sở đoàn sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động phong trào thiết thực gắn với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của đoàn, đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục gắn với cuộc vận động xây dựng phong cách các bộ đoàn. Các hoạt động đồng hành hỗ trợ thanh niên làm kinh tế hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, tạo các sân chơi cho thiếu nhi thành phố dân dân. Trước đó, Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt cho Ban Công tác đoàn và phong trào thanh niên khu vực công nhân lao động quý 2 năm 2013. Thường trực 37 cơ sở đoàn khu vực công nhân lao động và 24 quận huyện đoàn trực thuộc thành đoàn đã cùng nhau nhìn lại những kết quả đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khu vực công nhân lao động quý 1 năm 2013, đồng thời trao đổi những ý kiến đóng góp các giải pháp đề xuất cho hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên khu vực công nhân lao động quý 2. Hội nghị đã đề ra những phương châm cụ thể trong công tác đoàn tại các đơn vị trong thời gian tới. Những giải pháp hay ý nghĩa được triển khai sẽ góp phần tạo ra nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng thanh niên công nhân. Ngày 11 tháng 4 năm 2013, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố và Công ty Cổ phần Mỹ thuật Gia Long đã trao tặng nhà tình bạn cho bà Nguyễn Thị Phân, ấp Bầu Trâu, xã Phước Thạnh, Quyền Củ Chi. Bà Nguyễn Thị Phân đã gần 80 tuổi sống một mình trong ngôi nhà vách ván tạm bợ, được sự hỗ trợ từ Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố, Công ty Cổ phần Mỹ thuật Gia Long cùng tổ chức đoàn tại địa phương. Nay bà Phân đã có ngôi nhà khang trang, dựng chắc với diện tích hơn 34m2, tổng giá trị 38 triệu đồng, trong đó 30 triệu đồng do nguồn tài trợ, 8 triệu đồng do gia đình đóng góp. Đây là hoạt động nằm trong chương trình trao tặng 1.000 căn nhà tình bạn giai đoạn 2012-2017 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát động. vừa qua, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Hội Tinh học thành phố phát động tổ chức hội thi Tinh học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22 năm 2013. Đây là hội thi dành cho học sinh đang theo học các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên các trường đại học cao đẳng và học viện đang học tập và làm việc trên địa bàn thành phố. Hội thi chia thành hai nội dung: kiến thức, kỹ năng tinh học và phần mềm sáng tạo tinh học. Hội thi dự kiến được tổ chức vào tháng 5 năm 2013. Các thí sinh đoạt giải tại hội thi cấp thành sẽ được lựa chọn để thành lập đội tuyển tham gia hội thi toàn quốc. Ngày 4 tháng 4, Ban chấp hành công đoàn phối hợp cùng đoàn thanh niên công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên ứng dụng kỹ thuật và sản xuất t Pro thuộc Bộ Quốc phòng đã trao tặng 4 bộ bằng ghế inox trị giá 40 triệu đồng cho lữ đoàn 146 thuộc dùng 4 hải quân, những món quà nhỏ bé này nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả và đồng viên cán bộ chiến sĩ hải quân yên tâm công tác, giữ vững dùng biển dùng trời của lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, các bạn đoàn viên thanh niên cán bộ công nhân viên của công ty còn được giao lưu với các anh chiến sĩ hải quân về những câu chuyện về biển, về đảo, về cuộc sống của các anh chiến sĩ, những con người đã hy sinh rất nhiều để canh giữ biển trời tổ quốc. Từ đó giúp các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình thời sự trên biển Đông và thêm yêu hơn biển đảo quê hương. Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2013, tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc hội thi học sinh giỏi nghề lần thứ 5 năm 2013. Hội thi học sinh giỏi nghề là sân chơi bổ ích cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp và học nghề trên địa bàn thành phố, khích lệ tinh thần ham học hỏi, nâng cao tay nghề, phát huy tính sáng tạo, tăng cường khả năng chủ động tìm hiểu đối với ngành nghề được đào tạo của học sinh. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng học tập, thực hành và giảng dạy trong các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và thành phố. Đồng thời, hội thi cũng là nơi để tuyên dương những học sinh xuất sắc về kiến thức và khả năng thực hành, qua đó khẳng định chất lượng đào tạo dạy nghề của các trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thi học sinh giỏi nghề năm 2013 có 3 lớp mới nét à, thứ nhất đó là về cách thức thi, cách thức thi năm nay thì ngoài cái phần thi tính điểm cá nhân à, của các bạn thì chúng ta có cái phần thi dành cho các đội tuyển, trong đó là có ngành công nghệ cấp may và ngành thiết kế thời trang thì chúng ta sẽ thi theo đội tuyển và sản phẩm tính là tính chung cho đội tuyển của chúng ta. cái nét thứ hai đó là về phần thi lý thuyết năm nay, à, mọi năm trước thì chúng ta thi lý thuyết à, bằng giấy, năm nay thì chúng ta có hình thức thi là thi trực tuyến trên máy tính và trả lời trách nhiệm trên máy tính và sau khi thi thì các thí sinh sẽ biết điểm của mình để có thể chuẩn bị tốt cho phần thi thực hành của mình. Cái điểm thứ ba đó là các cái sản phẩm liên quan đến cái hội thi với các thí sinh sẽ thực hiện các cái sản phẩm thì các cái sản phẩm của các bạn sẽ gắn với thực tế nhiều hơn ví dụ như ngành CNC sản phẩm của các bạn sẽ gắn với một cái mô hình sản phẩm cụ thể ngành cắt may thì các bạn sẽ có những cái sản phẩm là đồng phục dành cho các bạn học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề và sau khi thực hiện sản phẩm của mình xong thì các bạn có phần trình diễn sản phẩm của mình qua năm lần tổ chức, hội thi học sinh giỏi nghề ngày càng thu hút đông đảo các bạn học sinh sinh viên và nhiều trường đại học cao đẳng trung cấp nghề quan tâm và tham gia. Hội thi học sinh giỏi nghề năm nay thu hút 90 đội tham gia với 448 thí sinh đến từ 36 trường có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn thành phố. Các thí sinh phải trải qua hai phần thi, phần thi lý thuyết và phần thi thực hành thuộc 13 nhóm chuyên ngành, công nghệ lập trình trên máy điều khiển số CNC, cắt may, thiết kế thời trang, điều dưỡng, thiết kế website, kế toán doanh nghiệp, công nghệ ô tô, tiện, điện tử, điện công nghiệp, điện lạnh, phục vụ nhà hàng và hướng dẫn viên du lịch. Đây là lần đầu tiên em tham gia cuộc thi này và lúc đầu thì em cũng rất là bỡ ngỡ nhưng mà em cũng thấy vui và hạnh phúc vì mình được uh, trải nghiệm cùng với uh, mọi người được tham gia cuộc thi này thì em sẽ rèn luyện thêm tay nghề của em và vẫn bước trên cái con đường làm việc sau này của em. Cảm thấy rất thú vị và cũng nhờ cái hội thi này thì bọn em được trao dồi được rất nhiều kiến thức cũng như cũng được bên phía nhà trường hỗ trợ thêm về cái kiến thức chuyên môn giúp tụi em làm tốt hơn và nâng cao được tay nghề của mình hy vọng thì trong thời gian tới thì thành đoàn sẽ tổ chức nhiều cuộc thi như thế này hơn nữa để cho các bạn sinh viên có thể học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và nâng cao cái tay nghề của mình ngay sau lễ khai mạc các thí sinh đã khởi động hội thi học sinh giỏi nghề năm nay thông qua phần thi lý thuyết. Ở phần thi này, các thí sinh phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức xã hội và kiến thức chuyên ngành về nghề dự thi. Phần thi thực hành sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2013, với ngành thi đầu tiên là phục vụ nhà hàng, và phần thi thực hành sẽ lần lượt diễn ra ở chín hội đồng thi. Đó là Đại học Sư phạm Kỹ thuật, thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, cao đẳng kinh tế kỹ thuật Phú Lâm, cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh, trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist. Hội thi năm nay cũng là hoạt động thiết thực của các bạn đoàn viên học sinh khối trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, chào mừng 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Những năm gần đây, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ở huyện Cần Giờ được đẩy mạnh, góp phần nâng cao giá trị diện tích đất canh tác, mở rộng quy mô chăn nuôi. Nhiều bạn đoàn viên thanh niên trẻ đã mạnh dạn triển khai nhiều mô hình chăn nuôi mới, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương mình, góp phần tăng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Đến với mô hình nuôi ốc hương trải trên bể bạc của bí thư chi đoàn khu phố Miễu Nhi, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Quỳnh Hoàng Long, nhiều người sẽ khá ngạc nhiên nếu biết tất cả diện tích mặt nước nuôi ốc hơn 300 mét vuông trước đây là đất cát nhiễm mặn nặng, không có khả năng canh tác. gia đình thì không có trồng được những cây cây trồng do đất là đất mặn nhiễm phèn nặng, chính vậy mới chọn mô hình là nuôi thương phẩm. thì giờ, với cái mô hình này đầu tư là của thành phố, mình là trung tâm viễn nông thành phố đầu tư về vật giống, không giống về cây trồng nắm bắt được đặc điểm diện tích đất của gia đình, nhận thấy những lợi thế của vùng gian biển, anh mạnh dạng cải tạo 300 mét vuông đất của gia đình thành ao nuôi ốc. Đây là một mô hình mới, lúc đầu do chưa nắm bắt kỹ thuật nuôi, lượng ốc chết nhiều, sản lượng thu hoạch không cao. Bên cạnh đó, vốn đầu tư ban đầu khá cao, nên anh và gia đình gặp nhiều khó khăn trong đầu tư, nhân rộng mô hình. Nhận được hỗ trợ vốn từ chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, cùng với sự chỉ dẫn nhiệt tình của cán bộ kỹ thuật đến nay mô hình nuôi ốc hương trải trên bể bạc đã đem lại lợi nhuận cao cho gia đình anh. Ốc hương hiện là đặc sản biển có giá trị dinh dưỡng và xuất khẩu cao, với đặc trưng là dinh dưỡng cao, giòn, mềm và hương thơm tự nhiên, nên nhu cầu thị trường rất ưa chuộng. Thức ăn của ốc là cá, cua, ghẹ thương phẩm băm nhỏ với khối lượng bằng 5 đến 10% trọng lượng ốc nuôi. Người nuôi cũng cần thường xuyên kiểm tra ốc nuôi, vệ sinh lòng đăng nuôi và nền đáy thay nước 80 đến 100% lượng nước trong bể. Khi ốc nuôi đạt trọng lượng 90 đến 150 con một ký thì tiến hành thu hoạch. Thì đặc điểm của nuôi là phải chọn nguồn nước, nguồn nước phải thật sạch và có độ mặn là trên 25 phần ngàn. Thì con ốc hương nó bảo nó phát triển tốt. Sau mà 4 tháng nuôi thì hiệu quả rất là cao. Thì sau khi thu hoạch thì trừ lại trừ chi phí ban đầu và các vật dụng khác thì lãi từ 1,5 đến 2, 2 lần so với giống đầu. Với 300 mét vuông đất nuôi, sau 4 tháng nuôi, tỷ lệ sống đạt 90%. Trọng lượng ốc 4 tháng tuổi đạt 8,3 ra một con. Sản lượng ước thu 670 kg Do giá bán hiện nay là 240.000 đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu được hơn 73 triệu đồng. Với đầu ra ổn định, anh đã an tâm mở rộng ao bằng nhiều cách như trải bạc, ao đất, xi măng để có thể so sánh cách nuôi nào đạt hiệu quả hơn. Đồng thời, anh thường xuyên hướng dẫn và chuyển giao kinh nghiệm cho nhiều bạn đoàn viên thanh niên khác. Để có được sự thay đổi thực sự, đạt được kết quả cao trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quyện Cần Giờ nói riêng, lực lượng đoàn viên thanh niên chính là những người đi tiên phong trong việc thay đổi tư duy, tập quán sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ, tiếp cận ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, thay thế sản phẩm nông nghiệp truyền thống góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế tại địa phương Thưa quý vị và các bạn, 32 ngày sách trẻ là chủ đề của chương trình 32 ngày sách do Nhà xuất bản trẻ tổ chức trên các hệ thống phát hành sách toàn quốc, bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 23 tháng 4 năm 2013 để giới thiệu và bán sách mới. Ngoài ra, chương trình cũng tổ chức rất nhiều chương trình hấp dẫn thu hút đông đảo bạn trẻ thành phố quan tâm. Nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt của chương trình như phát hành các tựa sách mới, sách tái bản được giảm giá đặc biệt các tựa sách bán đồng giá cũng như các chính sách ưu đãi bạn đọc đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ yêu sách. Bên cạnh đó, nhà xuất bản trẻ còn dự định tổ chức các hội thảo về sách, đặc biệt dành tặng 32 tủ sách cho biên giới hải đảo dùng sâu dùng xa dân dân. Sẽ có 320 tựa sách được phát hành trong 32 ngày này, trong đó có 64 tựa sách mới, 256 tựa tái bản. Bạn đọc sẽ được hưởng chế độ giảm giá 20% tất cả các tựa sách A của nhà xuất bản trẻ đồng thời được giảm giá 40% trên 32 tựa và bộ sách là những tác phẩm đang được bạn trẻ yêu thích. Bên cạnh cũng có trên 400 tựa sách được bán đồng giá 3.000 đồng, 6.000 đồng và 15.000 đồng. Chương trình chính là cơ hội để các bạn trẻ yêu sách tiếp cận với những cuốn sách hay, bổ ích, qua đó giúp việc tiếp cận tri thức nhân loại thông qua sách của các bạn trẻ được đơn giản, hiệu quả hơn. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Truyền hình Thanh niên lần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần tới, phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 22 tháng 4 năm 2013 trên kênh HTV9 và phát lại vào lúc 7 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2013 trong chương trình Truyền hình Thanh niên trên kênh HTV7. Mọi thông tin đóng góp cho chương trình, quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ Chương trình truyền hình thanh niên thành phố số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận nhất Email truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh avonggmail.com. Điện thoại 083-829-8669. Nguyễn Hương Thân Ái chào tạm biệt.